À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với talk chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 11 và nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 12 tháng 10 năm 2021. À, trước khi đi vào nội dung chi tiết cũng rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video cũng như chia sẻ video đến với những người quan tâm đến chứng khoán. thì đầu tiên mình xin được đi vào cái nội dung về cái thị trường chung thì các anh chị thì có thể thấy là cái phiên giao dịch ngày 11 tháng 10 là một phiên mua vào với khối lượng lớn. đối với index là tăng 1,6%, vn30 là 2,3%. À, thì có rất nhiều anh chị sẽ gọi cái ngày hôm nay là cái ngày bùng nổ theo đà hay là gọi là cái ngày lấy đà à, tuy nhiên là kiểu hình thì nó là như vậy đúng không bởi vì các anh chị thấy là nó tăng giá với khối lượng lớn và giá tăng một sáu vn 30 là tăng hai ba nhưng mà theo mình thấy là nó là không, không quan trọng và nó sẽ không phản ánh bản chất cái mà chúng ta tìm cái ngày lấy đà hay ngày bùng nổ theo đà là chúng ta cần tìm một cái điểm vào khi chúng ta nhìn thấy một cái đáy đúng không ạ thì đó là cái điều quan trọng đúng không ạ các chị chúng ta tìm những cái ngày mà nó theo đà khi khi chúng ta có một cái đáy còn tuy nhiên đây là giai đoạn sideways chị nhé đây là giai đoạn sideways đây là cái đáy gần nhất thì trong suốt cái giai đoạn này chúng ta đã tham gia và nắm giữ cổ phiếu rồi không phải là đến hôm nay mới mới mua theo vùng nổi theo đà nhé chị nhé cái phiên như thế này thứ nhất là nó sẽ không có ý nghĩa nó không có ý nghĩa trong cái việc mà là lấy cái dấu hiệu để chúng ta đi vào thị trường bởi chúng ta đi đã đi vào từ trước đó rồi là cái nhất cái thứ hai là cái phiên này nó có thể hiện là một cái sự tích cực của dòng tiền đi vào hay không thì cũng chưa chắc nha anh chị nhé chưa chắc tại sao mình nói thế bởi vì các anh chị nhìn thấy này khi mà giai đoạn thị trường xoay quay như thế này này đúng không các anh chị sẽ nhìn thấy cái này là mình chia sẻ thêm thôi về bản chất thì thị trường bây giờ vẫn là an toàn nên anh chị thấy ví dụ như phiên này này đây là như phiên như thế này sẽ gọi là phiên vùng nổ châu đà bởi vì nó thể hiện là một cái quan điểm rất là rõ ràng sau một cái đao chen thì nó hồi rất là nhanh đúng không ạ nhưng mà những cái phiên như thế này đều một sáu khối lượng lớn này đúng không ạ những cái phiên như thế này một năm khối lượng lớn này đúng không ạ thậm chí rất nhiều những phiên ở phía trên này này thì ở đây nó thể hiện là điều gì ở đây thì nó chỉ thể hiện rằng là có một cái dòng nào đấy thì ở đây các anh chị có thấy là vừa qua là cái dòng dòng ngân hàng dòng ngân hàng mua vào đúng không? Bây giờ mua hàng mua vào thì nó sẽ thốc cái này lên. Tuy nhiên dòng ngân hàng hiện nay nó đang ở cái vùng vùng đáy, vùng đáy của vùng hỗ trợ. Do vậy là cái việc nó test lại là cái việc rất là bình thường anh chị nhé. Thì khi mà nó test lại khi mà nó test lại thì thì có thể nó sẽ mất thời gian tiếp, có thể nó sẽ tiếp tục thị trường sẽ tiếp tục sideways tiếp. Các anh chị thấy bên đây những cái phiên này đúng không? Chúng ta không thể gọi phiên này là phiên bùng nổ theo đà được anh chị nhé. Nếu mà các anh chị mà nghe theo một số anh chị mà nói là vùng bùng nổ theo đà thì nó sẽ đi là sai bản chất nó sai bản chất chúng ta không cần vùng độ theo đà ở đây nữa chúng ta cần vùng độ theo đà để chúng ta tìm cái điểm vào nhưng mà xong cả một cái chuỗi dài chúng ta xác định là sai way đúng không ạ và kể từ những cái phiên như này anh chị thấy đều mình đều chia sẻ là thị trường an toàn để chúng ta giao dịch đúng không ạ thì chúng ta đã vào từ trước đó rồi chứ không phải là đi lên trên nghi ngờ nhé các anh chị có thể xem lại tất cả những cái nhận định của mình chưa bao giờ mình nói là đi trên thị trường đi lên trong nghi ngờ cả đúng không chúng ta đều có nhận định rất là rõ ràng là quan điểm chúng ta <laughs> mua vào từ rất lâu rồi phiên này thì không cần thiết về mặt lượng và về giá nó chỉ cho thấy là một cái dòng nó đang chạy thôi còn cái phiên này này nó cũng không làm cho thị trường tích cực thêm nha anh chị nhé nó không làm cho thị trường tích cực thêm nó chỉ thể hiện là có một dòng nào đấy một hai dòng nào đấy thì vừa có cái dòng dấu hiệu dòng tiền vào nhưng mà để đi liên tiếp hay không thì chúng ta phải chờ thêm đấy ví dụ là các anh chị có thể thấy những cái cổ phiếu như kiểu đó, ví dụ như CTG này đúng không ạ đấy những cổ phiếu như thế này thì nó sẽ đóng góp như cho thị trường tăng 5,3% khối lượng lớn Tuy nhiên là để mà xác định là cái này lên hay không thì nó chưa hẳn nhé, yeah, chưa hẳn bởi vì các anh chị thấy là những cổ phiếu như thế này này nó đang hình thành một cái đao chen đúng không ạ? Thì cái việc mà cổ phiếu này lên thì nó còn có rất nhiều những cái vùng kháng cự phía trên. Đây là vùng kháng cự, đây là vùng kháng cự. Thì do vậy cái việc mà mà thị trường nhìn thấy dấu hiệu của dòng tiền và khối lượng ở đây thì chưa chắc đã là vui đúng không ạ? Đó thì về cơ bản cái nhận định của mình thì thị trường là vẫn an toàn trong cái an toàn đi lên an toàn đi lên còn tích cực hay không thì là cũng không cần quan tâm đến chúng thực ra chúng ta cũng không cần đến quan tâm đến thị trường đấy, tuy nhiên mình có thể chia sẻ với các anh chị một cái chỉ số mà mình cũng hay chia sẻ với anh chị là số lượng các cổ phiếu tốt này đúng không các anh chị thấy là khi mà số lượng cổ phiếu tốt nó nở ra từ trước đó rất lâu rồi đúng không từ cái ngày 27 tháng 9 này, này, là cái đáy này, này sau đó mình đều nhận định là chúng ta đều ạ sideway xu hướng lên yếu đúng không ạ đấy như thế này thì nó thể hiện là cái sự rõ nét hơn như bản chất thì nó vẫn là một xu hướng lên thôi thì số, số lượng cổ phiếu Tết uh, tốt hiện nay đang có sự gia tăng thì vẫn tiếp tục gia tăng đấy. Còn các cái nhóm ngành mạnh thì anh chị thấy đây là cái bảng này Cái bảng Excel này mình cũng sẽ gửi cho anh chị trong nhóm VIP nha anh chị nhé. Thì các cái nhóm ngành mạnh hơn thị trường có thể nhìn thấy đây Đây là bình quân của thị trường này Mình lấy cái gốc so sánh là ngày năm tháng 10 nhé Nếu như hôm trước thì mình dùng cái ngày 27 tháng 10 này để mình so sánh Thì bây giờ mình không so sánh nữa bởi vì chúng ta so sánh như thế này nó quá xa Mình di chuyển lên đây này, là ngày 5 tháng 10 Đúng không? 27 tháng 9 này thì nó quá xa. Mùng 5 tháng 10 này thì thể hiện ở đây nếu chúng ta nhìn thấy các cái dòng mạnh ở đây thì thể hiện là cái động lượng cái moment của các cái cổ phiếu các cái dòng cổ phiếu nó mạnh thì chúng ta sẽ tìm chính xác hơn. Đấy anh chị nhá thì cái dòng mà hiện nay ví dụ một số cái dòng như có những cái dòng ít cổ phiếu lắm, ví dụ dịch vụ internet này có mỗi cái cổ phiếu LC thôi đúng không ạ? Cái quần áo phụ kiện viễn thông vật tư y tế này bán lẻ. Hay mặc nước sạch vận tải biển. Đó đây là những cái dòng mạnh hơn này. Ngân hàng hiện nay mạnh hơn rồi nhá anh chị nhá, ngân hàng nó ở phía trên nhé Thực ra sau một cái phiên mà nó mua vào đúng không ạ? Thì nó tăng được 6,3% bình quân các cổ phiếu. Đúng không ạ? Thì nó nhảy lên hạng giữa luôn, trước nó ở phía dưới này. Ngân hàng hiện nay có 17 cổ phiếu tốt nhé. Số lượng cổ phiếu tốt tăng nhé và hiện nay nằm trên đường trung bình nhé. Đấy nhìn như này thì chúng ta thấy tích cực. À, dòng ngân hàng thì nếu mà mua thì chúng ta nên mua lại vào phiên test hay hơn nhiều bạn cứ vào hỏi là cổ phiếu ngân hàng vùng nổ thì mua luôn được không thì theo mình thấy là nên mua ở phiên test lại tức là những cái phiên điều chỉnh khối lượng thấp thì sẽ hợp lý hơn hiếm hiếm khi mà nó sau khi nó bùng nổ từ phần đáy nó có chạy luôn được thì mình thấy rất là khó đấy thì chị quan tâm như thế này tóm lại là đối với nhận định thị trường á là mình thấy thị trường là vẫn xu hướng lên xu hướng lên từ trước rồi nhớ chúng ta tham gia từ trước rồi và cái chiến lược cũng là nắm giữ cổ phiếu này có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu với cổ phiếu bùng nổ hoặc kể cả cổ phiếu tích lũy kiệt vốn anh chị nhé đó là cái chiến lược thì uh, trong cái phiên ngày uh, 11 tháng 10 này thì cổ phiếu nào cho là cổ phiếu mua bùng nổ thì rất nhiều cổ phiếu bùng nổ nhưng mà ở đây nếu mà mua bùng nổ vượt nền đó, thì chỉ có hai cổ phiếu thôi là PTS và VCA PTS và VCA thì anh chị thấy nhé. PTS đấy thì như này này đây này những cái điểm như thế này là bùng nổ vượt nền này đấy thì đây là điểm bùng nổ vượt nền nhé anh chị nhé PTS VCA đấy đây bên xe điểm một này cổ phiếu thép nhé dòng thép đấy nó giống như các cái điểm này này khi mà nó bùng nổ vào này xong nó sẽ chạy đúng không ạ đấy sau khi bùng nổ xong nó sẽ chạy thôi anh chị nhé à, cổ phiếu kiệt khối lượng tích lũy kiệt khối lượng đúng không? anh chị vào đây anh chị tìm một cái này TDC CMG đúng không ạ TDC đấy TDC này đây là một cái nhịp sideway đi ngang đúng không? khối lượng nó kiệt lại này thì test này phía này này là test đáy lại phía này và không thủng và khối lượng thấp CMG và VNG CMG đấy CMG nhé còn phía này phía này này test lại phía này đúng không ạ CMG tiếp VNR VNR Đấy các anh chị nhìn này Đấy, phiên này này mặc dù giảm như nó giảm khối lượng rất là thấp nó test lại phiên này đấy như này thì nó là tích cực nó sẽ an toàn nhé anh chị nhé VNR này là cổ phiếu khá là đẹp đấy vì nó có cái chen trước rất là đẹp VNR là cổ phiếu khá đẹp khá đẹp nhé đây nó có một cái chen rất là đẹp sau khi rút bỏ khối lượng thấp như này thì nó hoàn toàn có thể lên tiếp được TCD và QCN DDC đúng không? đây đây là một cái nhịp này xe quay của nó thì khối lượng kiệt này đấy anh chị nhé QNC đấy lấy đây là một cái nhịp chạy cũng đẹp này đấy thì đây là những cái điểm test lại khối lượng thấp này để test cùng ba này anh chị nhé thì như vậy thì nó là 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 đẹp nhé thì là chúng ta quan tâm được mấy cổ phiếu đấy à, các anh chị hỏi là các cổ phiếu bùng nổ đúng không nếu chị hỏi là thế bùng nổ nhóm banh với các nhóm khác thì sao? rồi ừ, các chị nếu đối với chị mà sử dụng Excel thì các chị tìm ở đây là có này, đây là bùng nổ này, ở đây thôi, đấy nó bùng nổ nhiều này, các chị nhìn sơ thì sẽ thấy là bất động sản một số cổ phiếu nhé đúng không ạ, vận tải này có SKG này đúng không ạ, VTS hôm nay này, à, có HVN Hàng không, đúng không? Hai cổ phiếu hàng không, Vietjet, HVN là bùng nổ này. Ngân hàng rất nhiều như SHV, STB, CTG, Techcombank, ACB này, các thể loại này. Nhưng mà cổ phiếu nhóm này này, thì chúng ta chưa nên mua, chúng ta nên chờ nó test lại. Nên chờ nó test lại thì nó sẽ an toàn hơn. Bây giờ các chị mua làm gì đúng không? Bản thân là các cái cổ phiếu của ngân hàng này mình đều phát hiện ra trước đó rồi. Không phải là hôm nay mình phát hiện ra, đúng không? Chúng ta bảo là khi cổ phiếu nó kiệt vôn ở cái vùng hỗ trợ thì nó sẽ có xương hồi thì khi kiệt vốn vũ hỗ trợ thì nó là một tín hiệu mạnh và như thế này thì là một tín hiệu mạnh đúng không ạ tín hiệu mạnh ở đây là gọi là Size up share hay sos ấy. nhưng mà để mà tốt nữa thì ta nên mua lại ở phiên test thì nó sẽ an toàn hơn nhé nhưng cái phiên test lại đáy ấy, thì sẽ hay hơn đấy một số cổ phiếu về thép Đây này đấy đi mình sẽ đi vào đây cho các anh chị xem nhé buổi bùng nổ nhé đấy đấy mới cái bất sản này như này có khối lượng nhé gia tăng nhé nhưng mà như này thì, đấy như DLH này thì nó chạy điểm mua của nó bùng nổ ở tận đây này cứ đi chạy thôi thì nằm giữ thôi chị nhé VLC này chứng khoán này có thằng TVS này có khối lượng đúng không bùng nổ này EVS này vận tải này SKG này SKG điểm mua bùng nổ ở đây này SKG này T3 đúng không một 1, 1, 2, 3 thì hôm nay có thể nó sẽ có uh, chốt lời điều chỉnh đấy BTS này ngân hàng nhé đây là các cổ phiếu ngân hàng bùng nổ rất là nhiều này nhưng mà đều người bùng nổ từ vùng đáy đúng không ạ các anh chị thấy sau những cái phiên mà nó test lại như này này test lại vùng hỗ trợ này hay test lại cái vùng hỗ trợ của cái nền này này mà không chết đúng không thì đó là cái tín hiệu mạnh ở đây là tín hiệu mạnh thôi nhưng chúng ta nên mua lại các cái phiên test nha chúng ta nên mua lại sau khi nó có những cái phiên test ở đây này khối lượng thấp khối lượng thấp thì chúng ta mua thì nó sẽ an toàn hơn đấy những cái cổ phiếu bùng nổ ngân hàng này đấy rất là nhiều đúng không ạ đấy thép này tds này đúng không vca này mua bùng nổ vượt nền này số cổ phiếu này đang chạy rồi thì sẽ không mua nữa đấy thì các cổ phiếu bùng nổ nhé các anh chị nhé thì để giải thích là không phải bảo là tại sao là mấy ông này lại không phát hiện ra À, cổ phiếu ngân hàng không phải chúng ta không phát hiện ra chúng ta phát hiện ra nhưng mà chúng ta sẽ dùng một chiến lược khác chúng ta sẽ mua lại ở các cái điểm test thì nó sẽ tối ưu hơn anh chị nhé còn giả soát danh mục thì mình chắc mình sẽ giả soát một số nhóm nhưng mình sẽ giả soát một số cái nhóm để cho các anh chị à sẽ không mỗi một hôm mình sẽ cố gắng mình giả soát một số nhóm Ví dụ hôm nay sẽ giả soát cái nhóm vận tài biển đi đúng không ạ mình rất là vận tài biển ngân hàng mình sẽ ra soát ngân hàng nhé chứng khoán thép đúng không tại biển ngân hàng trên thép bất động sản đấy nhé đấy thì giờ sẽ năm cái dòng này năm cái dòng này các dòng lớn này chọn cổ phiếu mạnh nhất này các cổ phiếu tốt nhất này, cổ phiếu tăng nhiều nhất này đúng không? đấy thì vẫn bất, bất động sản nhé, bất động sản các anh chị thấy là cơ bản như ví dụ nbb thì vẫn ok đúng không? các cái điểm mua vượt nền này chúng ta đều cũng đã phát hiện ra hết rồi đúng không? ạ có trong danh sách đúng không? đấy như này thì ok nhé các anh chị nhé, đấy, dta này, tích này ok này nhé, tích uh, khi mà nó mua vượt vượt nền này, khối lượng thấp này nhé, khi điều chỉnh khối lượng thấp như này nó vẫn tích cực thôi, rất tích cực NTL thì tích cực nhé anh chị thấy này, đấy đây là vùng kháng cự cũ của nó này, khối lượng thấp này, đấy như này, ok nhé, ok đều ok hết nhé. Ndn thì nó vẫn trong nền, nó vẫn trong nền nhưng khối lượng hơi cao, thằng này chắc là phải tích lũy thêm. Dlh thì đang chạy rồi, đất xanh, đất xanh thì nó là cổ phiếu hồi phục của phía dưới này anh chị nhé. Khi mà nó cũng bùng nổ để vượt lên cái vùng, vùng nền của nó đấy đúng không khối lượng kiệt này lại tiếp tục mua vào này như thế này thì là đang dòng, dòng tiền là đang vào. Dòng tiền đang vào thì vẫn lên được, nhưng mà nó sẽ có những cái mức có những cái vùng kháng cự ở phía trên này Thì có thể nó sẽ mất thời gian hơn một chút thì nó mới đi được. Nhưng về cơ bản nó cũng an toàn thôi. Mình thấy là cổ cổ phiếu này thì nếu anh chị đang nắm giữ thì là an toàn, nhưng cơ hội thì cũng là vừa phải. VLC đúng không ạ? VLC đấy thì các anh chị thấy nó đang chạy này. Đúng không ạ? Nắm giữ thôi, như này nắm giữ tích như thế này tích đúng không hôm trước chúng ta nhận định là đây là vùng uh, nền của nó này các cái rũ bỏ ở cái vùng hỗ trợ này đúng không xong nó kéo lên nhé như này thì khối lượng nó hơi cao một chút chị nhé khối lượng chỗ này thấp rồi nhưng khối lượng mấy phiên gần đây hơi cao thì nó sẽ mất tích lũy nó thời gian mất thời gian tích lũy thêm ở đây một chút như? nó sẽ mất thời gian uh, tích lũy chỗ này này mất thời gian thêm ở đây một chút cổ phiếu này thì là cổ phiếu cái vùng quay của nó quá rộng nhé hai mươi mấy phần trăm này rộng thì chúng ta không ưu tiên tối nay thì cũng không có gì điểm nhấn lắm nhé chúng ta không ưu tiên để htc htc thì anh chị thấy là sao một nhịp chạy nhé thì nó đang có một cái áp này đúng không ạ như cái phía này bị bán ra khối lượng thấp thực ra nó là đi ngang như này thì nó vẫn an toàn nhé nó vẫn an toàn để đi lên tiếp được nhưng mà mua đuổi thì chúng không nên mua nha anh chị nhé trừ khi chúng ta chờ cho nó tích lũy thêm còn nếu bây giờ mua đuổi thì sẽ không mua đuổi này nữa bây giờ này thì đây nơi sẵn cái vùng ra một chút Đúng không? đấy các anh chị thấy này sau khi nó rơi về vùng này khối lượng nó kia hơn này bây giờ nó kéo lên có dòng tiền và nó kéo lên đúng nữa đấy thì khả năng nó sẽ lên luôn hoặc có thể nó lên nó tích lũy ở trên này này tích lũy ở cái vùng kháng cự cũ nhé kháng cự tích lũy ở cái vùng 94 95 này khang điền ok nhé khang điền ok quick này thì là cổ phiếu xuống xuống rồi nhé cổ phiếu như này thì bỏ qua nó chỉ là đang hồi phục thôi nó chỉ đang hồi phục ở phía dưới này thôi chưa nên quan tâm nam long nhé nam long thì thấy đây là một cái nhịp Đấy, cái nhìn khối lượng như này giảm dần khối giảm dần đúng không ạ thì sau một cái nhịp mà về đến cái vùng mà hỗ trợ cũ thì bắt đầu nó kéo lên kéo lên đúng không ạ kéo lên nhưng mà khối lượng vẫn đang hơi cao nhé những cái phiên bán ra vẫn hơi cao thì có thể nó sẽ mất thời gian nó đi ngang thêm một chút ở đây nữa nó sẽ đi ngang thêm một chút chỗ này nữa giống như cái thằng đích á nhìn giống như thằng đích cổ phiếu dưới này thì nó ccl này thì cũng trong nền thôi khối lượng hơi cao mất thời gian thêm một chút đấy tdc này này thì trong nền nhưng khối lượng nó kiệt hơn rồi nhé thì nó khi còn đẹp hơn cả mấy cổ phiếu 55 long á nó khi đẹp hơn cả mấy cổ hơn 55 long đất xanh ok mình sẽ chuyển qua cái dòng khác chứng khoán và thép chứng khoán nhé Đấy, chứng khoán này ors này là vượt nền rồi đúng không ạ và tốt nhất mạnh nhất này Đấy thì nắm giữ được anh chị nhé nắm giữ nhé EVS, EVS thì sau khi về test lại cái vùng hỗ trợ cũ test lại này thì bắt đầu nó kéo lên nhé thì đây là những cái SOS đầu tiên các cái phiên mua vào đầu tiên thì nếu mà mua thì cũng nên mua lại phiên test thì đẹp hơn nhưng mà mua lại phiên test hoặc là chúng ta đã mua test cung ở đây rồi đúng không? anh chị nào mà có ở đây rồi thì có thể mua gia tăng được đấy TCI này TCI lên vùng uh, à, cự cũ gặp đây là thrust này đúng không ạ này thrust này để bán ra này khối lượng vẫn có sự gia tăng một chút thì cả, chúng ta cần bình tĩnh hơn nhé cổ phiếu này bình tĩnh hơn một chút FTS nhé thì là đẹp nhé FTS thì rất là đẹp anh chị đây là mô hình rũ này rũ này rút chân lên này đúng không ạ kéo lên này kéo lên kéo lên này đây khối lượng thấp này như thế này thì nó rất là dễ để có cơ hội nó bùng nổ nó vượt nó chạy tiếp rất là đẹp của phiếu này rất là đẹp Đấy. APS này ok nhé thì nắm giữ nhé VCI VCI thì các anh chị khối lượng thì nó vẫn đang giảm dần giảm dần giảm dần, dần này đúng không đây là phiên giúp bợ này kéo lên này, đây là một sách out nhé, cặp này là một cặp sách ga mua lại này, khối lượng kiệt như thế này thì có thể nó sẽ vẫn test thêm nhé, các anh chị thấy những cái phiên mua vào, mua vào, mua vào và khối lượng thấp thì có thể nó sẽ test thêm một phiên màn ra, sau đấy nó vẫn có thể đi được. Như vậy cơ bản thì nó cũng là tích cực thôi anh chị nhé, nắm giữ thì nó cũng an toàn thôi, nếu anh chị mua ở những cái phiên như thế này, này. Hôm trước mình có nói rồi đúng không? kể cả chứng khoán hôm trước nhé, các anh chị cũng hỏi là có mua luôn phiên này hay không. Bản chất đây là một cái sách out, một cái mua lại thì mình cũng đều chia sẻ với anh chị là chúng ta mua cái phiên test này, này đây là các cái phiên test này đấy, như này gọi là test thành công vì bởi vì sao các anh chị thấy là giá thì đi ngang hoặc giảm với khối lượng rất thấp đúng không ạ thì nếu ngân hàng mà hôm nay mà nó như thế này thì chúng ta có thể mua được nhé ngân hàng như thế này có thể mua được chuỗi dòng chứng khoán này nó đang khá là tích cực các anh chị nhé đều giống nhau đều là gặp vùng hỗ trợ bật lên đúng không ạ và khối lượng cũng đang khá là hợp lý đấy với khối lượng rất thấp này VND này thì có thể nó sẽ mất thời gian nó test một hai phiên nữa khi test mà không chết thì nó sẽ bùng nổ quay lại thì sẽ lên nhé nói chung đều tích cực đối với cổ phiếu dòng chứng khoán này thì các anh chị vẫn nắm giữ được nhé nếu các anh chị mua những phiên này là phiên test này tức là cổ phiếu chứng khoán đều giống nhau đây là, đây là phiên test này đây là check out này đúng không ạ trong quý ông có thể gọi phiên này là một cái spring nhé đây là một cái spring này Đấy. thì đây là những phiên, phiên, test này phiên này test lại phiên này này Đấy. thì chúng ta đã mua từ phiên này rồi đúng không ạ nếu các anh chỉ mua test thì ok nhé thì các chị có thể nắm giữ chờ nó test lại thì các chị mua thêm bây giờ hôm nay chẳng may mà nó đỏ khối lượng rất thấp thì chúng ta lại mua thêm tất nhiên mua cuối phiên nhé chúng ta không nên mua đầu phiên bởi vì đầu phiên làm sao biết là khối lượng thấp hay cao đúng không ạ đấy thì ngoài ra nắm giữ được ok các cổ phiếu chứng khoán này đều giống nhau đấy bản chất đây này check out này đúng không đây là test này khối lượng thấp này đây là một sos thôi nhé đều giống nhau chị nhé thế này đều chúng nhau chứng khoán nhé mình sẽ đi cái nhóm Bận. ngân hàng ngân hàng ngân hàng Đó, ngân hàng ngân hàng thì là mấy cổ phiếu này đều là hồi phục hết nhé nếu mà chúng ta coi là cổ phiếu tăng trưởng là chúng ta phải vẽ cho cái vùng trên đây nó rộng ra đúng không ạ thì nếu cho coi nó vùng rộng ra thì nó nó chỉ là những cổ phiếu có dòng tiền vào thôi bản chất như SHB nó là cổ phiếu một cổ phiếu có dòng tiền vào có dòng tiền vào nhưng mà nó vẫn ở trong cái vùng chưa nền cũ đúng không ạ? Còn nếu chúng ta coi là một cổ phiếu hồi phục thì các anh chị nhìn thấy đây là sẽ là một cái vùng đáy ngắn hạn, sideways ngắn hạn của nó này, như thế này nó nó vượt được cái nền nhỏ này, này, đấy. thì nhìn dòng tiền vào thì khả năng nó đi tiếp được nhưng mà các anh chị lưu ý là nó sẽ gặp cái vùng kháng cự cũ ở đây. đó là lý do tại sao mình luôn luôn ưa thích và chia sẻ với các anh chị cổ phiếu là cổ, cổ phiếu ở kênh trên, đúng không ạ? ở hẳn phía trên, nổi hẳn phía trên của nền cũ này, đấy có EVF là vượt nền đang chạy đúng không EVF các anh thấy chị như này là rất là đẹp này đúng không mua vào khối lượng cao và ra test khối lượng thấp này mua vào khối lượng cao này đấy tất còn mạnh thế nhé đây là một cái SOS thôi nó là một cái breakout nhưng nó là một cái tín hiệu mạnh ở trong nền nhé thì cái mà chúng ta mua cũng giống như chứng khoán là chúng ta phải mua cái phía test này này ví dụ hôm nào anh chị chị nào hôm trước mà mua cái cổ phiếu này này thì là phải mua ở phiên này đúng không ạ bởi vì sao bởi vì đây là rút bỏ mà giúp bỏ không chết đúng không ạ bán ra test lại phiên đấy đúng không khối lượng thấp cực thấp luôn thì như vậy là an toàn nhé thì cuối trong này này nếu các anh chị mua thì các anh chị bám sát bám sát phía dưới nền này này và mua kiệt, những cái phiên test kiệt vôn nhé còn mua lover ở đây lại là nguy hiểm ví dụ ngày mai mà nó test tiếp khối lượng thấp ở đây này đấy thì các anh chị có thể mua được anh chị nhé đều giống nhau nhé vvv anh này khá là giống nhau Trừ một số cổ phiếu thì là kênh xuống hẳn rồi Thì có nên nên bỏ qua Đấy, rũ này, đúng không ạ? Không kéo lên Như vi này thì không đẹp lắm đâu nhé Các anh chị thấy vì nó rũ nó rất là mạnh này Rũ nó rất là mạnh này Cân bằng thì đang khối lượng rất là yếu này đúng. Cũng bình thường thôi, trung lập Vi vay này không đẹp lắm SSB thì nghe đây là SSB này thì là khối lượng nó khối lượng và giá đây là nó thể hiện cái sự thao túng bao cung nhiều như vậy nhé. Nó làm gì cổ phiếu nào bằng chặn 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 bằng chặn chặn này đúng không? Khối lượng thế bằng chặn chặn như này. OCB nhé OCB trong vẫn trong vùng vẫn trong vùng sideways nhé trong vùng sideways à, mua vào khối lượng cao này tăng điểm khối lượng cao này như thế này thì nó vẫn là những cái SOS đúng không ạ nhưng mà để nó chạy được thì nó thông thường nó sẽ thoát hẳn ra nền nó chạy thì sẽ hợp lý hơn đấy cổ phiếu CTG là một cổ phiếu đao chen anh chị nhé nó là một cổ phiếu đao chen rồi vì nó rơi rất là sâu tất nhiên anh chị sẽ nói rằng đây là một cái phiên break out khỏi cái cái đao chen thì nói như thế thì cũng đúng nhá nó như thế cũng đúng nhưng mà để nó lên được thì nó sẽ có rất nhiều vùng kháng cự ở phía trên đây là một vùng kháng cự này đây là một vùng kháng cự này chỗ này là kháng cự này chỗ này là kháng cự này là ít nhất ba bốn năm tháng cử nữa thì mất thời gian lắm. Mv thế nhé, cũng là một sos ở vùng vùng hỗ trợ đúng không ạ? Đây là những cái check out này, kiệt vô này. Nếu chị mua thì mua phía này này, đúng không? Đấy, còn phía này thì không nên mua nhé. Chờ nó test lại thì mua. Nếu này test lại khối lượng thấp mua nhé thì được. Đó thì đó là mình chia sẻ một số quan điểm về các cái cổ phiếu các cái dòng chứng khoán và ngân hàng. Đây cái cổ phiếu này thế này. Bản chất là nó hình thành một cái dao chen rồi, bây giờ gọi là break out khỏi cái dao chen thôi. tương tự CTG cổ phiếu này thì đẹp hơn nhá, nó rơi ít hơn. nó thể hiện cái xuôi nhá. ô không vẽ này được đâu. cổ phiếu này nó là cổ phiếu hồi phục anh chị nhé, nó ở dưới này, trong nền nhá, hồi phục. đó là cổ phiếu ngân hàng. còn về vận tải biển nhá, vận tải biển thì mình sẽ thép nhé dòng thép thì các bạn vẫn đẹp nhé VCA này bùng nổ này đấy, POM này nhé à, for POM thì có cái vùng uh, kháng cự ở vùng 19 này Đấy, TDS thì nhé bùng nổ trong nền nhé Đấy, SMC thì ok đúng không ạ hôm trước bùng nổ vượt nền này đúng không ạ sau đấy thì đang chạy ok nhé đây là H, thế nhé chạy ở phía trên trên nền nhé hòa phát nhé hòa phát nhé đây là vùng nền này đúng không? bùng nổ này kiệt khối lượng này đúng không ạ đây là phiên test 3 nhưng mà thông thường như này thì chúng ta sẽ không quan tâm nhiều đến cái việc test 3 hay không mà quan trọng đến cái kiểu hình của nó vẫn ok mà nó trên MA10 nhé thì các anh chị thấy nó vẫn ok Nam Kim thế nhé ok nhé đấy mới chung với cổ phiếu thép thì đều vẫn ok nhé các là ok có SHI là kênh xuống thôi SHI thì bỏ qua nhé anh chị SHI là kênh xuống vận tải biển nhé vận tải biển thì có php này thì đây là trong cái vùng quay này đây là những cái sos này chị đây là sos này đây là phiên test lại này đúng không ạ thì nó bị như này thì nó vẫn an toàn nhé chưa đến mức là nó rủi ro gì cả nhé vẫn an toàn thôi Đói, vna nhé vna trong nền khối lượng cũng thấp nhé vẫn bình thường cổ phiếu này thì vùng này rơi sâu quá xấu quá thì chúng ta sẽ không vẽ được như này đâu. Nói tóm lại là nó đang là cổ phiếu mà chen không rõ ràng. Đấy. PVT nhé. PVT thì các anh chị thấy nó đang ở cái vùng kháng cự cũ rồi nhé. Khối lượng thấp như này thì nó chỉ cần thốc lên là nó sẽ vào ngay. Vì đây là một cái SOS này. Đây là một bùng nổ này. Đúng không ạ? Đúng không? Các chị thấy cái đáy rất là cái đáy gần ngắn hạn của nó đây này. Đúng không ạ? Đấy thì phía này này. Khối lượng thấp này. Test lại của phía này này phía này này lại test lại của phiên này. này này những cái này cổ phiếu này rất là tích cực để có thể bùng nổ được anh chị nhé nó cũng là dễ rất dễ bùng nổ lại phiên cũng thế nhé dễ bùng nổ lại này đấy, SWC này khối lượng kiệt này đúng không cũng rất dễ bùng nổ lại này đều ở trong nền hết nhé thì nói chung là nó tích cực thôi dòng vận tài biển này tích cực như nhé đây là bùng nổ vượt nền này sau khối lượng hơi cao một chút như này sẽ cần thời gian tích lũy thêm như phiên này là một phiên cũng khá là tích cực rồi anh chị nhé thì bây nó cũng rất rất dễ nó đi tiếp đó thì đó là các cái nhóm ngành mà mình VOS nhé VOS này cũng rất đẹp này phía này này test lại phía này này phía này test lại phía này này đấy thì như này cũng ổn nhé hôm nay thế thì mình phân tích các cái nhóm nhóm ngành như thế này này đấy thưa chi tiết thì các anh chị có thể vào file các anh chị tìm những cổ phiếu mạnh nhất này đấy phiếu mạnh nhất này và các cổ phiếu trên ma Nhá, thì các anh chị thấy là thông thường những cái cổ phiếu nào mà nằm trong cái nhóm mạnh nhất hoặc trên MA10 này này là những cái dòng đẹp anh chị nhé những cái dòng này và chắc là trên MA10 trên MA20 đấy danh sách các cổ phiếu này thì cơ bản là nó đẹp thì anh chị nắm giữ được đấy còn các anh chị mà có thể quan tâm mua bùng nổ thì các anh chị có tìm trong này đúng không ạ đấy hoặc là các anh chị mà mua kiệt vô thì anh chị có thể mua tìm ở đây đây chỉ là kiệt về khối lượng thôi nhưng mà tìm các cổ phiếu kiệt vô mà có đã có check out hoặc là Uh, test uh, for supply này hoặc là no supply thì anh có chưa tìm ở đây đấy thì nó ở hôm này. mình thì ở đây chỉ, chỉ giới thiệu cho anh, anh, chị khoảng mấy cổ phiếu thôi bởi vì mình sẽ chọn nó đẹp hơn một chút xíu đấy đúng không ạ Ok thì uh, các anh chị có cái câu hỏi nào thì các anh chị vui lòng comment ở phía dưới video thì mình sẽ làm các video giải đáp hoặc mình sẽ trả lời các comment của anh chị thì hy vọng là với cái chị chia sẻ này sẽ giúp ích cho anh chị phần nào trong các hoạt động đầu tư giao dịch chứng khoán của mình à, uh, các chị đừng quên sắp cái kênh cũng như nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ thác chứng khoán à, ok chào tạm biệt các anh chị chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại